đẹp, gỗ đó cũng tốt. Tại mới đấy. Lúc con gặp sư phụ trên núi. Con đứng đây chụp hình vòng vòng nè, con đứng chụp đấy. Chụp hết mọi người vòng vòng đây. Ông Tiên bà Tiên rồi vui quá hả? Are you happy? Sư phụ hỏi con bò nó lên tiếng luôn rồi đó, nó vui. Sau này những cái gì mình làm nó có ý nghĩa rồi nó cứ sau này nhiều người tin đó. Họ biết ở đây có cái miếu á, bắt đầu ngày mai ở cho nó chi. Mấy con cứ để cái cửa cho ta chạy vô, đừng đóng cửa. Để không có khóa hả sư phụ? Sư phụ nghỉ khỏi. À, từ nay sao mở luôn, để nó làm đóng nữa. Dạ. À, để cho ta vô, ai muốn vô ra thoải mái đi. Có cái miếu rồi. À, cứ để trong này có gì đâu. Cho ta vô đây, ta ngồi picnic. Rồi cứ... Dạ, tụi con cũng thường xuyên. Ở đảng ổng sẽ thưởng thức đồ ăn Á Châu everyday. Nó mua tắt thôi. Ông đóng là ông cỡ ông phá giờ trong đó cũng trong người ở trời ạ. Của mình cứ mà. Mình nó đi chung đường dưới đây luôn. Ok rồi kệ ổng, đừng con cứ mở đi rồi bỏ cái khúc ngay cái đó lên trên mạng nha sư phụ. Ok. Bỏ lên trên chỗ mà họ thiên mình á. Dạ. Cho người ta vô thoải mái. Okay. Đi chỉ là gì đọc đi phụ đọc dạ, cái này để cho nó lên trên. 1715 Hilltop Road. 1715 cái địa chỉ ở đây á. 1715 Hilltop Road. Hilltop Road. Chữ hiêu là gì nè, đánh dần nghe. Chữ hát là giống như hùng. Chữ ai là giống như là y ngắn. À, chữ ai là y ngắn đúng rồi, đừng quên, xin lỗi. À, chữ L là Lan, chữ L là chữ Lan, chữ T, thấp, T. Chữ T á, T là tép không? Ok, T là tép. chữ O là ông nội rồi đó. Rồi cái gì nữa? B phở. Thi là B. Thi là chữ phở. À, dạ, là chữ thấp. Rô, rồi thành phố gì? Thành phố East bên à. East, chữ East lên dần vậy, không có nhiều người gì không có biết, yeah. Mình phải nói tiếng gì? East à. East là chữ E. Chữ A là... A là... Anh. S. S. Thành chữ S Việt Nam á. S là gì? Sáng sớm à. Mấy gần tiếng Việt á. Rồi tới chữ T phải không? T là... ít đó rồi ít cái gì rồi tới cái b bò chữ e là em đúng không? Dạ. Chữ r là ra vào đúng không? Dạ. N chữ giờ anh n quá không là nước non phải không? Dạ. Y gì nữa? A là anh lại. A. R rồi đó. Rồng. Rồi chữ d. Chữ d. Đây là Dũng. Dũng cảm. Dạ. Rô hả? Dạ, rô. Oh, bên Ispana. Cái tacit là TGS. Không phải. Ispana tacit đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tacit phải không? Dạ đúng rồi, TGS. Thành phố tacit nha, đừng bấm về Cali. Dạ. A zip code. Sư phụ còn có mã dùng nữa, mã dùng cho người ta. Mã dùng hả? 7435. 7435. Đó là cứ tới. Hay là Phật. Cảm ơn sư phụ. Cái nhiều người Việt mà lớn tuổi á, con đừng tưởng con đọc cái người ta hiểu. Con mà hiểu thì chút xíu. Reho là hiu thóp. Đánh tùm lum thóp và bóp rồi tùm lum. Đánh chỗ này là ta hiểu.
qua sư phụ ngồi thiền ở đây, cái ông Edwin đó, ở đó ông tiên đó đó, ông ngồi thiền ngay chỗ cái ghế này với một đám đệ tử ngồi thiền đây, cái ông mà hồ ông tới, ông đưa cái mặt vô cho ông Edwin. Ông Edwin lúc đầu sợ nó đứng sợ nhưng mà ông hiền lắm. Đại ông đó ông theo sư phụ ông thiền cùng cái năm rồi đó, ông nhìn thấy được. Ừ, thì cái mấy vị đây nè, cái chó sủa hiện giờ mấy vị cũng đang này, tại mấy con không thấy thôi, ổng nhìn thấy á. Bữa cúng ở Thiên Long Cung á cũng đông, ổng cũng nhìn thấy. Mấy vị sống gần với chúng ta hơn là chúng ta tưởng tượng. Thôi nói thật, một những cái gì mà thuộc khởi tâm ta mẹ biết, cha biết, chư Phật biết, chúng ta đều là vậy. Tại vì chúng ta giống như nó có một cái connection, giống như cái mạng lưới vậy đó. Thế một cái gì nhúng nhích là nó báo về tổng đại, nó dính chung hết, tức là tâm của mình. Mấy vị rất là gần gũi sư phụ. Mỗi lần ở Thiên Long Cung cúng để tiệc cho mình dùng những cúng như ở đây, thiếu đủ gì đó mấy vị kêu vào góc rượu thêm này nọ, mấy vị nói chuyện trực tiếp luôn. Mà mấy ông tướng rồi trên trời xuống đông. Mà hồi nãy cũng vậy, mấy con thấy ông tới là gió đúng không? Yeah. Chuẩn bị đúng không? Cái mình lên nhang cái im rẻ không? Tại vì họ đi là có gió. Bây giờ là mấy vị đang ở đẳng hay sao? Như ông giọng đây nè, chỗ đó, chỗ nào có đoạn nè mấy vị đó. Địa tiên mình cũng mặn, thổ thần, thổ địa. Thổ địa trong nhà cũng vậy, cũng mặn. Có áo này đâu có, cũng đẹp. Hả? Cô ba, cô Ngọc, order gì chị? Cô chị cho. Ồ, hay quá. Cảm ơn nha. Ở đâu con có này nó bán nhiêu vậy? Bên giò. Cái bao nhiêu? Cái khoảng được 20. 20 đô hả? Trời đất, hơi nhiều tiền quá vậy. Dạ, cô không có nhiều tiền. Không mà sợ tốn tiền của con, đợi nghiệp. Tiền ship mắc áo thì vậy. Trời, có tâm quá. Việt Nam là 20 đô. Đúng rồi đó, nhìn là biết hàng tốt quá. Cái này là nhìn là biết tốt rồi. Trời, chịu chơi vậy con. Cô Tiên này xuống trần á. Nó kệ nó, làm nhiều á mẹ biết hết. Mẹ ghi nhận hết cha mẹ. Để hả? Ồ, cái đó. Nó là bằng sắt hả? Ôi trời ơi, đẹp dữ thế, hồi nãy không thấy ha. Ôi con thấy này lạ nè. Ở Mỹ này dễ làm được cái này. Dạ nè sư phụ. Nè cho điển vô cho. Bác hỏi với sư. Ồ hay quá ta. Hay quá. Đẹp quá sư phụ. Còn hơn là của có chữ Thiên Tâm nè. Dạ có chữ Thiên Tâm. Còn hơn là của brand name của em. Rồi đéo này còn hơn là đeo cẩm thạch. Hơi mệt nữa. Mấy chục nghìn đô nữa. Cái này nó có màu vàng với màu đẹp trắng nha quý bạn. À. Đẹp quá. Nha màu vàng đây nè. Chữ màu vàng đây. Wow. Là của con đem qua. Chữ Nam bây giờ nhiều người đeo lắm. À, chữ gì trong đó chị? Chữ vạn, chữ Thiên Tâm. Hồi xưa lúc mà sư phụ cũng không biết Thiên Tâm là sao, cũng không biết cái này sao. Cái thì mẹ ra mấy bài kính thiền đó mình biết rồi đó. Cái Đức Thầy mới giải thích. Thiên là cha đúng không? Là ông trời. Tâm là Phật. Nhưng cũng là trái tim. Trái tim mình phải hướng về cha. Hướng thượng, tâm bình đẳng hướng thượng. Thì Đức Thầy nói vậy. Rồi cái Đức Thầy còn giải thích
Con có biết sau này á, tất cả các đạo gom lại thành có một đạo thiên tâm, đó là nguyên văn Đức Thầy nói. Cái câu hỏi sao làm được rất là khó, nhưng mà sau này con sẽ hiểu. Tại vì mỗi ngày sư phụ cũng giống như đứa con nít vậy. Cầu vơ, không có tính theo tuổi đời nha, tuổi hồi thời bắt đầu mới về hiểu cái này nè. Thì như học mẫu giáo mấy gì mới dạy từ chút, dạy lớn, cao quá như bây giờ thì phụ đâu có hiểu. Cái Đức Thầy mới nói, con giờ con nghĩ thử, người Mỹ, người Mễ, người Đạo Hồi giáo, người Việt Nam, người Nhật, người gì, đụng chút. Trời ơi, tối ngày đúng không? Vui trời ơi, buồn trời ơi. Đạo Hồi giáo cũng thờ ông trời, con thờ cha. Đạo Công giáo là cũng là trời, Chúa Xu là con của Thượng Đế mới lập được đạo. Ông Mohammed cũng là thế. Trên thế gian này những cái người giàu cho lỗi lạc ở tầng trời gì cũng không phải lập được đạo. Cả Phật Thích Ca mình cũng không phải là cái đạo. Ngài chỉ đưa ra một con đường cho mình đi thôi. Chứ trong đạo Phật đâu có nói Phật Thích Ca là giáo chủ. Tại mình kêu là giáo chủ Ta Bà là ngài là sáng lập đạo, không phải. Ngài không phải là founder. Cái đạo Phật là ngài được mở enlightenment. Thì con coi là kinh điển, là một cái công thức. Chỉ những cái đứa con, cha là ông trời mới cho những đứa con xuống lập đạo. Thì ông Mohammed, Chúa Giê-xu, và hôm nay đạo Thiên Tâm, và hồi xưa Ấn Độ Shiva là cũng vậy. Thì lúc đó Đức Thầy mới nói là vì cái thời đại hoàng kim chúng ta, những người nào mà có đại phước á, và có gọi là ăn biết ăn hiền ở lành á, thì sẽ còn ở lại thời vàng kim, tức là thời sau khi Đức Thầy xuất hiện đó. Đức Thầy là có thể sư phụ đón 98%, 98 nghe, không phải là 100 nghe, chưa 2% để Đức Thầy tự ngài nói. Thì ngài là Phật Di Lặc số 1, Thiên Tướng Kiệt này là đệ tử của ngài là số 2. Cho nên lúc mà bề trên á kêu tất cả mọi người làm cái sạch thiếp hay kịch á, là sư phụ chỉ được dùng cái ấn của riêng của sư phụ là số 2 thôi à. Còn cái đạo Thiên Tâm thật sự ở trên trời á, là ở tầng Đâu Xuất Thuyên đã có hàng nghìn năm trên đó rồi. Khi ở vào cái thời vàng kim, những người nào mà hôm nay ăn hiền ở lành sẽ được gặp tất cả Phật Thánh Tiên sống chung với phàm ở cái cõi Ta Bà này. Sẽ không còn sự bất công, có nghĩa là không còn những cái thể chế gọi là bất công, độc tài hay là Hồi giáo độc tài, hay là dùng tôn giáo để mà thánh chiến đánh lẫn nhau. Thì cái thời đại đó là như thế. Ngài sẽ xuất hiện, ngài sẽ nói lên hết. Dấu hiệu này là của Phật Di Lạc. Chữ Di là an cư lạc nghiệp, lạc là sống đời sống cực kỳ sung sướng, bị cực Thái Lai, mình đang là cuối cùng của bị cực, còn chút xíu nữa là Thái Lai, gán chờ đi. Mà nó qua Covid là qua bao nhiêu, hiện giờ mình đã cũng qua được cái recession là kinh tế đó. Nó có 5 loại mà sư phụ thường nói. Thì cái loại hiện giờ mình đang bị suffer, đang bị khổ là kinh tế. Rồi cái kế tiếp là chiến tranh, hiện giờ Tập Cận Bình nó nổi máu gà lên, nó bao dây Đài Loan khắp thôi. Nó đang đụng độ với đại thất hạm đội của Mỹ bệnh đó kìa. Có thể tối nay hay là có thể hiện bây giờ cũng chừng, hay là ngày mai ngày mốt. Khi mà tiếng súng nổ lên đó, thì Tàu nó lo nó không xong, thì Việt Nam sao lo xong. Chứ xuồng con nằm ở sau ghe tâm bản, nghe tâm bản hôm nay bị tàu sắt của Mỹ đụng chìm á, thì chiếc xuồng con á làm gì giờ, cái dặm nhiều khi còn không có á. Thì lúc đó sáu chị chim hiền á sẽ được những người ở bên kia, cũng là con trời ở bên kia đông lắm, bữa nay mấy chục triệu người bệnh, sẽ đón tiếp chúng ta rất là nồng hậu. Không phải thì hồi nói là để con tưởng tượng là huyền thoại đâu nghe, hồ nói là thiệt á. Lúc đó ai á cũng sẽ được đi về hết, rồi ai cũng sẽ mỗi một tay góp bàn tay nhỏ nói dòng tay lớn để mà lo lại cái đất nước điêu tàn đổ nát. Khi không còn tài nguyên, không còn
tiền của, không còn cái gì gọi là giá trị. Cái giá trị cao quý nhất đó là nhân lễ nghĩa chí tính mà Việt Nam bây giờ cũng mất tiêu luôn. Rất là khó để gây dựng lại. Nhưng mà song song á, có những vị cùng nhảy dù xuống sư phụ Phật Thánh Tiên. Sư phụ là một trong những người đó. Đức Thầy là người giống như nguyên xó về lãnh đạo. Thì Ngài sẽ cùng sư phụ và cùng tất cả những người đang âm thầm. Họ là những chư thiên, họ là những vị Bồ Tát. Nhưng mà họ lỗi, sư phụ là con cha là khác. Thì gắn mặt hơi tịch bỉnh bao một chút. Có một chút tiền mới mua đất này đúng không? Còn họ bên kia hay đạp xích lô bán vé số đó con. Có nhiều lúc họ bán bánh mì ngoài đường nữa. Bây giờ bánh mì ế. Ngày đó ngày về lẹ. Chứ bây giờ chúng tôi á, xuống đây làm nhiệm vụ. Nhưng mà cái xác phàm nó cũng cần vitamin á. Nhiều người con đừng có coi thường những người dị thường. Mấy người đó mới là thứ thiệt. Tại cái đầu của họ là khác. Mình tính theo cái nguyên thần. Chứ mình không có tính theo cái chấp tướng hữu hình. Cho nên hồi xưa giờ thường dạy mấy đệ tử á, là về Việt Nam á, đừng có coi cái bà già đẩy xe lưng còm bán rau bán lụm ve chai hay là những đứa nhỏ mà mũi mồm dơ giấy. Đừng bao giờ coi thường bất cứ ai hết. Biết đâu trong bên trong cái não của họ, cái lại giới thức của họ là một người phi phạm cũng chừng. Còn ngược lại, mình nhìn những người chạy xe hôi, xe đẹp, giống như Cường Đô La nó chạy Lamborghini đúng không? Thằng đó có gì á, chứ bộ nhắm nó. Chút xíu à. Ma quỷ mà, xuống đây mà chạy một chiếc xe là cả nước cứu được đói cả nước cả tháng á. Chiếc bánh cả triệu á con. Chú hộ hai muốn chết mà chưa dám mua. Hồi xưa thôi nghe. Sau ngày 16 tháng 3 thì thời tài danh sắc thực thì là không đụng tới tiền của cha xài phí nữa. Thì từ đó mới ngưng. Chứ mình mang sắc phải mà không thích đúng không? Nhưng mà khi thời rồi thì không có đụng tới luôn. Cho nên suốt cuộc đời này chắc không giờ được lên ngồi chiếc Lamborghini quá. Bảo đảm luôn. Thời rồi sao dám làm? Thôi mướn hả? Thôi mướn cũng không được. Thôi khỏi đi, mình mua chiếc xe xe mô độ để nhà mình ngó được. Thì những cái người bề ngoài lè lọt rồi họ ra đường á, họ hách dịch chơi ô ba tao là chức này, má tao là làm kia, họ bây giờ ở bển vậy á, rồi họ ăn hiếp lẫn nhau tất cả. Rồi thêm ba cái trượt, những cái người bùa ngải thư ém á, đầy dẫy mà nước Việt. Họ có thể hơn thua với nhau, một công đất thôi anh em ruột cũng có thể giết nhau. Trong lịch sử nhân loại chưa có từng có những cái chuyện đó. Anh em phải thương nhau. Rồi có những người đánh cha đánh mẹ mình nữa. Rồi bữa hôm có cha ghẻ hay gì ghẻ, đóng mấy cái đinh đầu mấy đứa nít, tàn ác dễ sợ. Một cái xã hội như vậy chỉ có Phật trời mới cứu nổi thôi. Cũng may là Phật về Việt Nam, tức là từ những cái quốc gia khác, cái phong thủy của cái màn này á, là nước Việt sẽ lãnh đạo về mặt tinh thần và sẽ thành cường quốc trong tương lai. Cho nên Thiên Tướng Kiệt này hôm nay đầu thai mang xác người nói tiếng Việt, chứ thường cũng đi khắp tất cả các nước rồi, du ngoạn tùm lum. Thì chỉ có Phật mới giật dây được một nước Việt đang hồi xưa hòn ngọc Viễn Đông á, bây giờ là hòn đá đó. Hòn đá Viễn Đông còn chưa được thành đá nữa, đất luôn nữa. Đi qua bên Nhật nó bắt hốt ba cái chất hóa học, qua bên Nam Hàn á, nhà hàng hay taxi không mà đâu có dạy nghề đâu, còn qua Đài Loan á đẻ giùm không à, qua Tàu á đẻ giùm mà đẻ không xong á, nó làm trà bông á, bán vô mấy cái động rồi xong nó giết, nó bỏ vô cái máy nó sấy nát hết để thủ tiêu á. Còn Việt Nam mình á, mấy cái hãng bia gì Ruby, toàn là của Trung Cộng, nó bỏ chất hóa học vô á cho mấy đứa học sinh đại học vừa học ra trường mà uống đi, uống xong với 40 tuổi mà bị ung thư cho mà chết nhiều lắm. Phật Thánh Tiên mới cứu nổi nước Việt.
Nếu dù ông xuất hiện, ông đầu thai là người Việt, mấy vị nói nghe, con mà không xuất hiện á, thêm 5-10 năm nữa nước Việt thành đồ đồng đồ đá. Cái hồi xưa thì hồi còn chưa có hiểu chữ đồ đồng đồ đá là cái gì nữa, cái mình mới nói đồ đồng đồ đá có nghĩa là bây giờ á, sao cái đó là một cái cơ hội để mà xuất hiện 4 năm lên mạng. Còn nếu mà bỏ cái cơ hội á, sau này sư phụ có quá phép thần thông đứng giữa bầu trời đưa chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ, đưa dấu thiên tâm khổng lồ, họ cũng chơi chờ, họ nói ô hay quá, vỗ tay. Bữa nay trên bầu trời có ông tiên, ông biểu diễn hẹp quá, rồi ngày mai họ cũng trở lại bình thường. Là gì? Họ không còn một cái nhận thức được nữa. Nó cũng y như là Bắc Hàn, nó cũng y như là Cuba vậy đó. Cái thằng Ủn nó nói á, nó cầm cục đá mà nó liền cái phi thuyền của Mỹ trái á, vậy mà dân cũng vỗ tay. Rồi nó khóc cái là cả, nó không cần khóc, là cả đá dân nó đứng khóc như là hụ hụ. Thì đồ đồng đồ đá là như vậy. Huống hồ chứ mình nói những lời thật này, những lời của Thiên Đức Kiệt này, nói 4 năm trên mạng, 215 cái clip, tệ nhất mỗi cái clip cũng 1-2 tiếng, cả biết như triệu chữ. Lời thật, lời thiệt. Phật, thánh tiên sống chung với phàm là có. Cha mẹ hiện bây giờ đang quan sát hết chúng ta đứng đây, ngồi đây, cũng quan sát hết những cái người nào mà giờ chót tinh kiệt thì được chọn lựa lại, không tinh kiệt thì các vị sẽ bị lọt cái sàng lọc này. Đó là thật. Nhiều người còn không tin Đức Thầy sẽ xuất hiện. Đây mới là bức cười. Có bao giờ Phật nói láo chúng ta không? Bởi vì cái gì hiểu về học về kinh điển, có bao giờ Phật nói láo không? Phật rõ ràng, Đức Thầy rõ ràng hứa ta sẽ trở về, đúng không? Cho nên kêu hào cái trần già thì Đức Thầy trở về. Trong bao nhiêu năm mất tích từ năm 1941 phải không? Lúc đó Kỳ cũng không biết gì hết, chưa ra đời nữa. Xuân Hạ Thác Tuần Thư cũng có nói. Rồi bao nhiêu chuyện để mà mọi người phải giật mình quay đầu, biết bao nhiêu mấy ông rồng hộ mệnh hiện giờ mấy vị cũng đang ở đây. Rồi bao nhiêu chuyện Kiệt nói đều trúng hết. Họ cũng không sợ thì có cũng sao. Rồi bao nhiêu những sự việc Kiệt làm, buông hết tài sản thế gian để lo cho cộng đồng, lo cho bá tánh, thì họ không tính mấy cái đó cũng không sao. Rồi chỉ có 7 dòng hồ quang, họ không thấy cũng không sao. Họ trị được bệnh, trị bệnh cho biết nhiêu người. Họ không được, không tới gần, không trị được bệnh cũng không sao. Nhưng mà cứ ngồi đối chiếu từ thứ từ thứ, những người đó đa số là không có chi cứu kinh điển của miền Tây, cho nên họ không có hiểu. Và những người đó đó là những người trong năm loại gọi là vô nghị. Rồi cộng lại một số mấy ông thầy quốc danh cứ tiền bạc bạc làm hư hết cái bộ não của những cái tâm lành tâm thiện của con của cha. Mấy chư Phật rất là buồn mấy vụ này. Gần đây cái gì nói là mọi chuyện nó sẽ xảy ra bất ngờ và bất cứ lúc nào. Hôm nay ở trên báo là mưa thuận gió hòa, sẽ không có như hồi xưa là bên nóng thì thành lạnh, bên lạnh thành nóng, rồi mưa bão nó trái mùa đủ hết. Thì mấy cái đó bây giờ là bắt đầu ổn định. Cơ trời hôm nay cũng bắt đầu đồng bộ là ăn khớp á. Tại vì nó không phải một quốc gia, khi mà nó đồng bộ nghe là cả thế giới, cả khối Hồi giáo, cả khối vô thần chắc mát, và cả những cái đám dân chủ cụi á, thì cũng nó cũng là một phe trục nó tính luôn mấy thằng Mỹ bên dân chủ nghe. Còn ông Trump á là thiên tướng phải không? Thì chúng ta là thuộc về phe
Thượng Thiên là ba sọc á, ba que chúng ta thuộc ba que, nghĩa là lựa ra hết. Ok, 1, 2, 3 xong. Nó như tổ ong vậy, là một luồng nước đùa một cái là đi hết, đẩy hết những thứ đó cùng một lúc. Thì cái này á, không có đài truyền thông nào mà cũng không ai dám nói cái này, có mình Thiên Tướng Kiệt dám nói, nó sẽ điên lực vậy đó. Mở ra một cái là giống như mở cái màn hát mới ra vậy đó, kéo màn kia xuống. Chứ không phải hồi xưa mấy người trên đài nói hồi nước này đánh nước kia, chứ không có liên quan. Cơ vận nó đi đồng bộ rồi, nó đi một lượt, thì bây giờ nó sắp sửa một lượt. Mình cứ nghe ai mà giỏi về chính trị coi theo dõi mấy cái đài đi. Hồi bữa anh Bình với anh Bugi hả, ra nói hay táo mày tuy xưa giờ quýt lộn nhau, nhưng mà hôm nay táo mày đến đường cùng rồi, táo mày bây giờ phải dai sánh dai phải không, quyết chiến với mấy khối NATO là mấy ông Mỹ. Bữa có chết chung thì đó, nó nói kết liên hoàn. Còn cái khối Ả Rập mà cái khối mà chùm khăn và quyền lực của thế giới á, hãy nước nào mà đạo hỏi nha là nó binh nhau à, cái đó cha cũng không ưa nữa. Thì tự nhiên bữa nay xui khiến sao mấy thằng đạo hội giờ xài tiền của Mao Trạch Đông đúng không? À, thấy ngộ không? Quý vị thấy Kiệt nói chuyện chúng không? Nó lựa ra vậy, ok, đậu đen, đậu trắng rồi, được, hai bên, hai mẹ hai bên. Ai gì thấy đúng không? Cho nên cơ trời Kiệt nói cũng trúng vụ này nữa, mà người đời đâu có hiểu mấy vụ này. Rồi bắt đầu cái hai thằng bắt tay, vừa bắt tay về cái bây giờ bắt đầu đánh. Rồi lúc xưa Kiệt nói là thằng Nga bắt đầu khởi chiến đó, là không bao giờ mà thắng nổi, nhiều khen ai cũng cười. Cái nước nó 24 tiếng hồ là thất thủ liền. Không sao, tao không có ba cái bom nguyên tử, nhưng tao có ba cây nhang. Bữa đó Kiệt đặt bàn khấn lên liền. Trời, lúc đó cha với mấy chư Phật ở đây, cái ngoài kia cũng y như kiểu Thiên Long Cung ngày hôm kia vậy đó. Cái mấy ông mà có cánh á, đứng đầy trong sân Thiên Long Sơn hết. Mà ông nhậu tiệc giống gì xong, cái cha ra lệnh rồi, con tôi nó khấn rồi đó. Ba về mà ông phun xuống một cái hả, bảo tiết liền, nó quán hồn. Tại thời tiết lúc đó đâu có phải là lạnh dữ vậy đâu, là 40 cây số xe tăng, không có cái ba cây nhang đó hả, là xong luôn rồi đó. Thì cũng nhờ ba cây nhang. Thì từ đó tới ngày hôm nay đó, anh Buri phải không, coi như là chết không chết mà sống không sống, mà càng đánh càng thua. Ở trên nói à, chó đánh đi, nó càng đánh càng thua. Ở trên nói câu vậy mình cũng tức cười, trời, cái nước mạnh vậy mà càng đánh càng thua, sao ngộ với ta. Thì vậy chang luôn. Cho nên mấy vị mà rảnh mà thương Kiệt mà coi những cái clip của cũ á, có nhiều lúc Kiệt nói 3 tiếng nhưng mà trong đó chừng 2 phút thôi, nó cũng quan trọng á. Còn mấy cái người mà Việt Nam lì lợm cứng đầu á, cứ nghĩ Kiệt là quan tưởng, nói chuyện phung phung mà không có hiểu gì hết chứ. Tại họ không có hiểu thì họ không hiểu, họ xẹt cho cái clip 200 là sao họ hiểu. Người ta mà phim có tập mà, trời ơi, thằng Điêu Đại Hiệp cũng cả mấy trăm tập, tự nhiên coi tập cuối sao mà hiểu. Anh Hùng Sợi Điêu nó cũng nhiều tập phải không, hay là thật, nên đừng có giận họ. Trời, ngồi nó nắng quá. Thì cái tập cuối này nè là mới hay nè. Đập cuối này là lúc đó cả thế giới mới quảng hồn, chết ông nội này. Cho nên gần đây mấy gì nói là con bớt tiếp xúc đám đông. Bữa nay Kiệt ngoại lại tiếp xúc, chỉ qua bên đây là ở chỗ thôi, là chứ không có ra ngoài Hồng Kông nữa. Rồi ở Việt Minh Thao cũng bớt ra, cho nên bây giờ trở về đường xưa lối cũ, là cái kiểu mà 4-5 giờ trước á, một mình cái điện thoại cái tivi sau lưng á, để mà tránh gặp. Tại vì bên kia nó cứ gửi người qua ỏ ẻ hoài, cái gì không muốn cho mình đụng với họ. Để nói chuyện giống như